Từ từ đã nào, chơi đồ chơi nào. Ngươi muốn thả Tsunade hay thì ngươi hãy chơi với lại Natsu đi. Hả? Natsu á? Đâu? Ha, ta chính là Andy. Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình là Taki. Thì hôm nay là mình sẽ chơi tiếp lớp học anime tập thứ 26. Mình nghĩ là hôm nay là sẽ là tập cuối cùng để mình giết cái tên râu đen kia. Tại vì hắn dám vào thế giới game này để phá trật tự và bắt cóc Asuna. Asuna, hãy chờ anh sẽ cứu em đây. Và A thì tập trước là mình đã cho A ăn trái ác quỷ Meranomi. Và cuối cùng là anh ta đã có thể sử dụng được năng lượng lửa, đúng không? Phải, lửa rất là ngon, khe khe. Tốt lắm, bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại cái chỗ hai ông già này để mua hàng. Hello, ông già người bán hàng này rồi, chúng ta mua hàng nào. Wow, hi Nomi Suke Suke no Mi. Oh, trái này là trái của Aokiji nè bạn. Bạn biết Aokiji không? Là một trong những đô đốc các bạn sử dụng năng lực của băng rất là mạnh. Rồi nhưng mà vẫn thua Akano à. Rồi còn Suke Suke no Mi thì cái này là trái quỷ của cái thằng thằng gì thằng hình đó bạn. Mình trong trong cái đảo ma quỷ gì đó. Nói chung là đây là trái thằng hình. Còn đây là trái băng. Ok, mình sẽ mua thứ một trái. Nhưng mà chết rồi mình. Khoan. Hình như là muốn ăn á là chúng ta không được ăn hai trái quỷ cùng một lúc, nữa không chúng ta sẽ chết rồi bởi trừ thằng râu đen ra thôi. Chết rồi, ông mấy hàng ơi cho tôi trả lại hàng được không? Không được, không được. Trời ơi, cậu đã mua rồi mà cậu trả lại hàng cái gì? Đó là như vậy không có được. Nhưng tôi lỡ ăn trái quỷ giờ giờ sao giờ tôi cũng đâu có muốn vậy đâu. Đi mà. Không được, không được. Trời ơi, như vậy thì tôi bán ăn làm gì nữa. Vậy ông có cách nào không? Để khi em ta nghĩ là cách rồi. Đây là cái chai sữa nè, mỗi lần á người muốn ăn trái quỷ khác á, người chỉ việc uống sữa vô thôi là người sẽ mất tác dụng của trái quỷ đó và người có thể ăn tiếp trái quỷ khác. Ok. Ok, đây rồi, sữa đây rồi, lấy sữa. Ok, vậy là mình đã có sữa rồi, vậy là mỗi lần mình biến thành trái quỷ khác là mình sẽ uống sữa vô, đúng không? Hay giờ là mình thử ăn thử đây bạn. Ăn trái băng nè của Aokiji, ăn cho nào. Rồi uống sữa vô đã. Nhầm 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 rồi. Ăn vô. Nhom 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 nhom. Bắt. Ok, mình đã có trái của ác quỷ của Aokiji. Thử bắn nó nào. Wow, bắn nó cục băng rồi bởi hay vãi. Ông già, mình sẽ hỏi ông này về thằng râu đen ở đâu. Giờ ông có biết thằng râu đen ở đâu không? Giờ tôi muốn gặp nó để giết nó lắm. Cha cha, tụi trẻ bây giờ muốn giết nhau vãi. Bây giờ là cậu muốn tìm râu đen đúng không? Đúng rồi, râu đen. Hắn là một tên khốn. Tại sao lại gọi hắn là tên khốn vậy? Bởi vì hắn dám bắt cóc Asuna của tôi. Ông nên nhớ, ông chỉ là người trong game này thôi. Ông không có thật. Nhưng mà tôi đã cứu cái ông rồi nên ông phải trả lời cho tôi biết thằng râu đen ở đâu. Ok, ta cũng định nói rồi. Thì râu đen á, hay ta không làm gì cách đây vài bữa thì hắn đến đây. Hắn đã tàn phá nơi này và hắn nghe nói là hắn đã mở một cái lâu đài ở ngoài đường mòn ngoài kia. Một cái lâu đài rất là kiên cố. Cậu có đi theo đường mòn là cậu sẽ đến liền à. Chúc cậu thành công nhé anh bạn trẻ. Ô vậy hả, cảm ơn nha. Quên đây rồi, mình chỉ hỏi chắc ăn thôi chứ mình còn cái bản đồ mà. Đây bản đồ này, chúng ta sẽ lần theo cái bản đồ này chúng ta sẽ đi ra ngoài một thế giới tương lai rộng mở tươi sáng. Đi nào, ê đi nào. Thì để xem, trời ơi, giờ cho một tí tiền đó, đi thì đi nhanh lên đó, đi đi nào. Ê đúng rồi, chúng ta hãy cùng nhau tiến lên. Thì hôm nay có lẽ là tập chúng ta sẽ thủ tiêu cái tên đồ đen đó, một cái tên khốn. Mình có gì đến nó đâu mà nó suốt ngày cứ gây sự hoài đúng không? Ôi đánh nhau kìa. Ôi lính nó ra vậy. Wow. Lính trời ơi, đồ đen làm gì vậy? Ê Ace làm gì vậy? Ôi lính kìa. Ôi đau 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 đau. Mình để Ace đánh đây đi, mình sẽ đánh hàng này. Cố lên Ace, đừng có chết nha Ace. Mày nè. Ôi đau quá. Wow, ôi đau. Ôi bạn đánh đau quá bởi vì nè, mà sao chết rồi. Ôi mày nè. Holy shit. Tụi nó đông vãi cả bạn ơi. Hồi nào ra ngoài lẹ trước khi tụi nó hồi sinh á, nhìn lên. Ê ra ngoài lên nó hồi sinh á. Ra ngoài lẹ. Ôi nè, đừng đánh nhau nữa, ra ngoài đi. Đúng rồi, đừng ra ngoài nữa. Ok. Ôi, nhìn này bạn ơi, có lẽ là trời đang mưa rồi. Ôi no. Mưa rồi bạn ơi. Giờ làm sao bây giờ? Ai đây? Ông bắn ngựa hả? Gì đây? Chào cậu. Cậu có muốn mua ngựa không? Ô mà sẽ mua ngựa bạn ơi. Ở đây thành ngựa ngon nè. Ê, có ngựa, chúng ta đi cũng ngựa cho nhanh nha.
mà nó chọn con ngựa trắng nè. À khoan, như là nó bán gì ông này bán. Ô, mua giáp ngựa này cũng được á, mình sẽ mua luôn. Mình sẽ cưỡi con ngựa này. Rồi, ai đi không? Ok đi nào, ai đi 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 đi. Chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa nào. Ai, vậy là ai quyết định sẽ đi bộ mày ơi. Mình cũng chẳng có là gì. Ok đi bộ đi đi nào. Hey. Ờ, chắc là mình lạc đường rồi bởi mình không biết hướng nào để đi nữa. À, hướng nào ta, phải hướng này không? Ôi, cái hướng này khó đi quá. Sương mù không à. Ui, ai vậy? Mình thấy bóng hình của ai đó bà ơi. Wow, nào. Ồ, wow, đó chính là Kama. Ui, nào, ai là cái gì vậy? Đừng. Tôi xin lỗi, tôi tưởng đâu là kẻ thù. Sorry nha. không sao đâu. Nhưng mà ta rất là ghét người da kỳ. What the hell, tôi có làm gì đâu. Ồ khoan, hình như là cậu đang cầm kiếm của tớ đó phải không? Đúng rồi, tao đang cầm kiếm của mày nè. Ê ai ơi, hình như là thằng Kama nó bị sao rồi ai ơi. Ha 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 ha. Ôi trời, trời ơi, ác nâu đi da. Ông làm gì ở đây vậy? Tôi nhớ là hôm bữa là tôi đánh bại ông rồi mà. Ông quay lại làm gì? Có phải là ông quay lại để trả thù không? Đúng không? Ha ha ha. Đại đúng đấy. Ta quay lại đây để chung trả thù với lại Orochimaru và Roden. Ngươi chính là tên thảm hại nhất. Bây giờ ta đã cho ngươi biết một tin là Kama, bạn của ngươi đã bị ta thôi miên. Và Kama là một trong những ứng cử viên rất là mạnh mẽ để có thể chống lại các ngươi. Hãy xem Kama cũng ra tay nhé. À quên, cây kiếm mà Kama đang cầm á là cây kiếm của ngươi đấy. Ngươi muốn lấy lại cây kiếm, hãy đánh bại Kama đi. Ha ha ha. Đừng quên, hãy giết chết Kama thì mới có thể lấy lại cây kiếm nha. Ha ha ha. Đúng là thế đấy. Nào, ngon thì lấy lại cái kiếm đi. Không là mày sẽ chết bẩm như con mụ Asuna của ngươi đấy. Cái gì? Mày nói ai là con mụ Asuna? Mày tới số rồi. Ai, ai, hãy để tao solo nó. Muốn solo thì solo đi. Ok, ai, hãy đi ăn đây nha. Hãy xem tôi solo, tôi sẽ cho hắn một bài học. Nào, cầm hai cái kiếm nào. Hiệp sĩ trong tay có kiếm đấu với lại Kama cầm hai tay có kiếm mà kiếm giả của mình. Hơi cho nào, bắn nào. Bắn. Mày nè. Ôi, nó đau quá vậy, đau quá. Đau. Mày nè. Ôi, mày hãy xem tì chiêu của Aokiji đây. Hây, mày nè, dính đầy băng nha con. Ok, ăn tiếp quả thứ hai. Nhanh lên. Mày nè. Ui, mày nè. Sao nhờ không? Nào ăn tiếp quả thứ ba nha con. Ok, mày sao qua đây. Mày hãy chạy được nè. Ăn tiếp quả nè. Ăn tiếp nè, mày nè, ngon. Solo ôi ngựa, đừng chạy. Ngựa chạy đi. Mày nè, ok mình chạy lẹ. Mình sẽ chạy vừa đánh. Chúng ta không có gì là gọi là nhục cả. Ok, ăn vô. Ôi, đừng. Mày nè, ăn vô. Ok. Mày nè, đóng băng lại. Ok xong rồi. Sao mày hả Kama? Mày bị đóng băng rồi. Ha. Sao hả Adnoria, ta đã đóng băng lại Kama rồi, giờ sao, ngươi muốn gì? Ha, muốn gì là muốn gì chứ, ngươi giỏi đánh lại ta xem. Ngươi bây giờ đó, muốn mạnh hơn là ngươi phải cần có cái kiếm của mà Kama đang cầm đó. Ha. Đúng rồi mẹ ơi, bây giờ mình không thể giết được Kama, bởi giờ mình giết Kama là Kama sẽ mãi mãi chết trong đây, giờ sao bây giờ? Ủa, trời sáng lại rồi bởi, trời sáng lại là hình như có điểm gì đó bạn. Ủa, wow, hết mưa rồi nè, ấy hết mưa rồi nè. Làm tốt lắm nha Ki. Hả tính ai nói vậy? Là thầy đây, he. Thầy giáo, thầy làm gì ở đây vậy? Ủa, nhớ thầy bị tên râu đen chó nó đã đánh thầy mất tỉnh rồi mà. Ha. Tên râu đen nó tuổi gì? Thầy đã giả vờ tạo ra một hình nộm để cho hắn giết ta. Và hắn đã tưởng ta đã bị bất tỉnh. Thật ra ta đã trốn vào trong game này từ trước đó rồi. Ta đến đây để giúp các em đây, he. Tốt quá rồi thầy ạ. Vậy là thầy có cách nào để giành lại cây kiếm đó không? Và cho giải thác cho Kama và đánh bại tên Anonoja đã. Được rồi, để thầy nói chuyện với lại Kama. Này Kama, hãy tỉnh lại đi. Thầy là Kurosashi đây, là thầy của em đây. Ha, ngươi là ai? Ta không quen ngươi. Bọn em quên rồi sao? Em là một học sinh của thầy. Em phải đến đây vì mục đích gì nhớ không? Mục đích gì? Em đến để giết thầy trong lớp học. Ai là người giết thầy là sẽ được 1 tỷ yên. Nhớ không? Giết thầy 1 tỷ yên. Đau đầu quá. Đúng rồi, hãy nhớ lại đi. Em đến trường vì mục đích là để giết thầy, nhớ ra chưa? Nhớ ra chưa? Lớp học ám sát, nhớ chưa? Em là một trong những học sinh ưu tú. Này cái thằng Kurosensei kia, người nó lên tên gì đấy? Này Kama, đừng có nghe lời hắn. Nhưng hứa Acknowledge, tôi
nhưng tôi... Mạnh mẽ lên nào Kama, mạnh mẽ lên. Hãy tin, em không làm việc sai trái. Nào, hãy trở về lại nguyên gốc đi. Hãy nhớ lại đi, hãy nhớ lại đi. À! Không. Dạ kìa đấy à, thầy Koro. Tôi xin lỗi, vì đã theo phe của Analogia. Không sao đâu, thầy biết là em chỉ bị thôi miên thôi mà. Chào mừng cậu trở lại Kama, ha ha. Đúng rồi, cậu hãy trả lại kiếm cho tớ đi. Tớ đang cần cái kiếm này để giải cứu Asuna. Được thôi, kiếm với cậu nè. Ok, mình đã có lại hai cây kiếm quen thuộc của mình rồi. Bây giờ mình là bất khả chiến bại. Oh yeah. Nào, tên Agnolia kia, mày sẽ phải hối tiếc. Ha ha ha, còn lâu, hãy xem ở đây. Biến hình. Ha ha ha. Ôi trời ơi, nó biến hình dạng rồng rồi bạn ơi. Ôi no. Yaki, em đừng lo. Em hãy tin tưởng vào bản thân mình đi. Điểm yếu của hắn chính là chân hắn. Hãy đánh vào cái chân hắn, đó chính là điểm yếu mạnh nhất của hắn. Nhìn lên nào. Yaki, em rõ rồi. Nào, mọi người. Mày nè, sao bắn mày nè. Hứ, rồi sao quay lại. Ok, mình sẽ dùng chân này, mình sẽ đóng băng nó lại. Xuống đây. Hứ, rồi xong, mày hả bưởi. Tôi không kiếp, ngươi sẽ phải trả giá. Cái gì, ngươi nói gì sao? Trả giá nè. Trả giá không? Mày nè, ok, một phát có cục, mày chết luôn đi. Xong, chúng ta đã thi diệt thành công Agnologia rồi mọi người. Hang hô mọi người, đi nào. Chúng ta cùng nhau lên đường. Ok, let's go. Đi nào. Trời ơi, chết cha rồi, mẹ ơi, ngựa của mình đâu rồi? Ngựa kia rồi. Yeah, con ngựa yêu quý của mình vẫn còn ở đây. Cũng may là mình vẫn còn ngựa. Hello, ngựa yêu quý. Ngựa yêu quý của tôi. Lên ngựa nào. Nào, tụi bay đi ngựa, đi bộ nha. Tao sẽ đi ngựa. Cho. Hey. Oh. What the? Oh, con gì bự vậy? Oh no. Thầy ơi, con gì bự vậy thầy? Theo thầy không nhầm thì đó chính là Sanji đã bị biến thành Titan. Hả? Ai đã gây ra việc này vậy? Tại sao Sanji lại biến thành Titan? Trời ơi, mình cũng không biết tại sao nữa. Chính cái tên đầu đen, hắn đã cho Sanji uống thuốc và lại biến thành Titan. Nhưng mà đừng có mà coi thường nó. Titan á là một giống loài mạnh hơn con người gấp cả trăm lần, mà lại có sở hữu cú đá cực kỳ mạnh của Sanji nữa. Mà cú đá của Sanji có Haki nha, rất là mạnh. Một cú đá của Sanji có thể tiễn bay một cả thành phố. Nên em hãy cẩn thận. Chúng ta tốt nhất là không nên đấu với nó. Cái gì? Không đấu với lại Sanji á? Nhưng mà chúng ta có thể đánh lại con Titan đó mà. Đừng cãi lời thầy. Nó đá một phát là không biết là chúng ta có thể còn sống nữa đó. Bây giờ tốt nhất là em hãy ăn trái ác quỷ tàng hình đi. Là chúng ta hãy cùng nhau tàng hình và đi qua đó. Tàng hình là chỉ có mình em tàng hình thôi. Còn ba người thì sao tàng hình được? Ha ha. Vậy là em chưa rành được trái ác quỷ rồi. Em có thể sử dụng năng lực của trái ác quỷ tàng hình để tàng hình cho cả đồng đội. Ví dụ như là Doflamingo có thể tạo ra những cái tơ nhện từ mặt đất, hoặc là Luffy, hoặc là những người khác cũng làm vậy được mà. Em hãy tin rằng em có thể làm được. Ok, em sẽ thử. Đầu tiên là mình sẽ uống sữa vô và mình sẽ ăn trái tàng hình này. Hy vọng là mình xong được. Nào, ổng nhầm. Ok, xong rồi. Chúng ta có thể tàng hình được không? Bấm vô đây. Pập. Rồi, ok, chúng ta tàng hình rồi. Ok, cởi quần áo ra. Ok, mình đã tàng hình rồi nè bạn. Tốt lắm. Em hãy sử dụng lục thức của em đi. Hãy làm cho mọi người cùng tàng hình theo em. Được rồi, mình sẽ gắn thử. Vậy là thành công rồi đó, chúng ta đã tàng hình rồi. Ok, tàng hình rồi phải không? Ok, đi nào. Nào, bạn. Đây không phải là hiện hình nha bạn, đây chỉ là tàng hình, đây chỉ là hiệu ứng tàng hình thôi. Nào, đi qua nào, nhìn lên. Trời ơi, chậm rãi nào, đi qua con tàng hình đó, có giận các bạn thấy không? Giống Sanji y chang luôn, có khi nó đấm mình phát chết luôn á bạn ơi. Ok mọi người, đi qua lại lên, nó không thấy mình rồi, đi nhanh lên. Ok, xong rồi nào, đi nhanh lên nào. Ui, từ nha, tao mà nhảy xuống nước là chúng ta sẽ bị chết đó. Nào, đi nào. Woo, yeah. Nào mọi người, cố lên, đi nhanh lên nào. Chậm rì à, ôi. Người ta cũng đi nhanh lắm vậy. Ok bạn. Lâu đài kia rồi. Đó chính là cái lâu đài chúng ta đang cần. Hít thở không khí trong lành nào. Chúng ta đã sắp đến nơi rồi bạn ơi. Đây chính là một cái thời khắc của chúng ta. Nào mọi người, chúng ta cùng đi nhé. Nào ngựa, tao biết mày. Nào, cùng đi thôi. Bỏ kiếm như đây. Mặc giáp vô. Đó. Nào, tiến lên. Đó chính là cái cung điện của tên râu đen. Một cái kẻ rất là mạnh trong game One Piece. Là một... trong những nhân vật mạnh nhất nhì trong game, trong bộ anime. Đó chính là bức tượng này bạn ơi. Đây là thời đại La Mã Hy Lạp hay sao vậy? Mọi người cố lên nha, chúng ta không thể nên
không nên phân biệt phân tâm. Hey, vô nào. Khoan. Chiếc điện rồi. Chiếc điện rồi. Chết rồi, tình khốn. Mày dám làm như điện vậy làm sao bây giờ, thầy ơi? Thầy không biết nữa. Được rồi, để tôi bắn nát cái hàng rào đó. Anh làm được không? Được chứ, xem đây. Hãy xem ta đây. Ok, xong rồi, yeah, hay lắm. Cảm ơn Ace nha. Ok, không có gì, ok, chúng ta vào thôi. Vào nào. Asuna kìa. Kirito, cứu em với. Asuna, em có sao không? Ha ha ha, ngươi yên tâm đi, ta không hề đụng đến một sọng cộng lông của Asuna đâu. He he he. Đồ khốn, thả Asuna ra cho tao, nhanh lên. Từ đã nào, chứ đồ chơi nào. Ngươi muốn thả Asuna ra, hay thì ngươi hãy chơi với lại Natsu đi. Hả? Natsu á? Đâu? Ha ha ha, ta chính là N đây. Hả? Còn phải Natsu à, cậu là N, E, N ư? Này, giới kia, cuối chừng, N nó chính là con quỷ mạnh nhất trong Fairy Tail đấy. Con quỷ này được tạo ra bởi Zeref để tiêu diệt hắn. Này, cuối chừng nhé, Yuki. Nào, muốn đấu với nhau không? Trời ơi, không thể tin được. Đến cả Natsu cũng bị thôi miên rồi. Trò chơi bắt đầu. Được lắm, N. Ta sẽ cho người biết tay. Ăn trái quỷ vô nào. Go money. Vô mày nè. Wow. Thôi rồi. No, mọi người, cố lên mọi người. Đánh nhau kìa. Ôi, nào mọi người giúp tôi đi nào. Nào, ok, mình sẽ tăng gear lên. Gear. Vô, sao? Lên đây thằng cỏ. Lên đây. Mà không biết bơi. Nào, thầy giáo cút ra đi thầy giáo. Đây, sẽ cho nó biết tay mới được. Sao em nè, em sao em mày chết tao rồi kìa. Gear 3 mày á bưởi. Ôi nó tung luôn à. Tao sẽ mày đi đấu với nhau. Ai đấu với Natsu rồi bưởi. Một trận chiến rất là căng não. Mình bị slow rồi mày nè em. Ủa đánh không được bưởi. Gear 3 hình như mình bị slow rồi. Mày nè, trời ơi thầy ơi, cứu em thầy ơi. Trời ơi Natsu đừng. Natsu. Ôi em mạnh nó rồi. Em nè em. Ok gear 4. Ok từ gear 2 đi. Chị hai mạnh hơn. Mày nè. Ok từ. Còn táo không? Hết táo rồi. Chết cha hết táo rồi. No. Hết táo rồi. Mày nè. Mày nè. Này thì N nè. Đâu rồi? Ôi. Nó bắn. Mày. N nè. Ok nó chết rồi bạn. Cuối cùng. Chúng ta đã đánh bại N rồi. Trời ơi. Mạnh lắm ơi. Đây chính là con boss mạnh nhất từ trước đến giờ. N. Rất là mạnh. Này Natsu. Xong rồi đó. Đầu hàng đi. Tôi tỉnh lại rồi, xin lỗi các cậu vì tớ đang bị thôi miên. Ok tốt lắm, cậu hãy làm nghỉ ngơi đây. Tớ sẽ cho tên râu đen kia một bài học. Có vẻ như là tên Natsu này yếu hơn ta nghĩ. Được rồi, chính ta sẽ ra tay. Trời ơi, nó khổng lồ quá bề ơi. Mọi người, vậy là sao bây giờ? Hắn ta sắp phá hủy thành phố này rồi. Đừng lo, thầy đó cách rồi. Sao? Cách gì vậy thầy? Thầy đã nhờ sự trợ giúp của một người và bãi này đến đây nè. Ok, bãi đến đây rồi kìa. Đâu thầy? Đâu? Hello, đã có tới đây. Tớ chính là Doraemon. Hả? Trong lúc các em gặp bạn, thầy đã kịp nhanh chóng gọi Doraemon đến với chúng ta rồi. Nào Doraemon, hãy lấy bộ bối nào ra để chống lại tên đồ đen đi. Được rồi thưa thầy. Vòi nước tự động. Này Yaki, hãy cầm lấy cái vòi nước này và cho nó đổ nước xuống. Đây chính là nguồn nước biển từ thiên nhiên. Hãy đổ nó xuống. Những ai đang có năng lực tá quỷ dính nước biển là sẽ bị vô hóa ngay lập tức. Nhìn lên nào, Yaki nhìn lên. Ok, lại lên. Ok, ha, mày chết rồi đồ đen ơi. He, tao đã cầm ở đây. Bạc một phát. Hả? Ngươi tính làm cho mày như thế. Ha. Được lắm, để xem. Nè mọi người, hãy chạy đi. Ok, nó chạy rồi. Ha, mà chết rồi đồ đen ơi. Không. Ok, mọi người chạy lên như nào. Mọi người, chạy lên. Ok, chết cha mình dính nước rồi. Nào, nhanh lên. Đi. À, mà chết rồi rồi, hay chưa. Ok, Natsu, đi nhanh lên Natsu. Chạy. Nhanh lên. Chạy. Tên khốn, mày sẽ biết tay tao. Ôi, mọi người nhìn kìa. Trời ơi, nước đang chạy đến kìa. Wow, một lâu đài toàn là nước không. Ok, mọi người, chúng ta đã thành công rồi. Anh thật là tuyệt Kirito. Cậu rất là giỏi. Có gì đâu. Vậy là tên Rodan đã bị ta đánh bại rồi. Kìa, lâu đài toàn là nước không à.
Ok, bây giờ là Doraemon, hãy giúp tớ trở về thế giới hiện thực nào. Ok, được thôi. Nào mọi người, hãy đứng gần tớ nha. 1, 2, 3. Đi nào. Chúng ta đang trở lại thế giới hiện thực đây. Hey, oh yeah, tỉnh dậy rồi. Yeah, đã quá. Rồi mọi người, thế nào rồi? Asuna, cảm ơn anh rất nhiều. Kirito, tối nay ăn nhé. Ok, tối nay sẽ đi ăn. Rồi, Natsu gì đây? Thiết thật chơi đó sẽ tự thằng này, đúng rồi bạn ơi, thằng này mình gặp có một bài cảnh nè. Thằng này sao Kama mình chưa thấy được nhiều, đúng rồi, thằng này nó cũng bị thôi miên mà. Ace chuyến đi cũng vui đó chứ, mình thật sự nghĩ là không có vui đâu. Rồi thầy ơi, em thật sự rất tốt à, mà này mai nhớ đi học sớm. Trời ơi ông thầy ơi, ngày nào cũng đi học vậy. Ôi bỏ cái mũ ra, cút đi cái mũ khủng khiếp. Ôi thằng dưới đen à ha, tôi không biết bơi à, ha mày được lắm. Được rồi thì thầy lát nhớ thầy gọi cho cảnh sát đến bắt thằng này nha. Trời ơi đúng là chảy trâu mà. Ok mọi chào mọi người nha, trời tối rồi, mình em đi về nha mọi người. Ok bye bye Asuna. Cuối cùng được về rồi bạn ơi, thật là một cái chuyến đi phiêu lưu đến thế giới trò chơi rất là hay, một trò chơi thực tế ảo. Quá là tiện lợi luôn. Ok về nhà thôi. Thì nếu bạn hết cái series này của mình á, thì để mình làm một like, một share để mình có động lực làm tiếp nha. Thì các bạn muốn mình biến thành nhân vật anime nào ở tập tiếp theo á, thì nhớ comment ở phía dưới, có khi là mình sẽ nhìn thấy và mình sẽ làm theo nha. Ok bye bye mọi người. Woo.